Cô chào các em học sinh thân mến. Như chúng ta đã biết, một trong những nguyên nhân gây ra đau thương, mất mát, tổn thất cho con người đó chính là chiến tranh. Hôm nay, cô và các em sẽ ngược dòng thời gian, quay về quá khứ, vén bức màn lịch sử vào những thập niên đầu của thế kỷ 20 để tìm hiểu về một cuộc chiến tranh đẫm máu, gây biết bao đau thương, tổn thất và để lại nỗi kinh hoàng ám ảnh đối với nhân loại và toàn thế giới. Đó chính là cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Mời các em, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 13 Chiến tranh thế giới thứ nhất từ năm 1914 đến năm 1918. Bài hôm nay sẽ có 3 phần La Mã: một, nguyên nhân dẫn đến chiến tranh; hai La Mã, những diễn biến chính của chiến sự; ba La Mã, kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất. Nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần đầu tiên của bài học, đấy chính là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. Nói về nguyên nhân thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai loại nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân sâu xa. Nguyên nhân sâu xa có nghĩa là nguyên nhân đã có từ rất lâu. Thứ hai là nguyên nhân trực tiếp. Nguyên nhân trực tiếp có nghĩa là một cái duyên cớ dẫn đến bùng nổ chiến tranh. Nói về nguyên nhân sâu xa thì cô mời các em tìm hiểu sách giáo khoa trang 70 và xem đoạn video sau để tìm hiểu về nguyên nhân sâu xa nhé. Từ giữa thế kỷ 16, các nước châu Âu bắt đầu hình thành chủ nghĩa tư bản. Để tìm kiếm tài nguyên và lợi nhuận, các nước thực dân châu Âu bành trướng lãnh thổ, đem quân xâm chiếm các nước châu Á, châu Phi và biến các nước này thành thuộc địa. Đến cuối thế kỷ 19, mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt do sự chênh lệch giữa các đế quốc đi trước như Anh, Pháp, nơi có những hệ thống thuộc địa rộng lớn, với các đế quốc mới nổi như Mỹ, Đức, Nhật Bản đang vươn lên mạnh mẽ về nền kinh tế nhưng lại có quá ít thuộc địa. Vào đầu thế kỷ 20, đế quốc Đức đã vượt qua Anh, Pháp để trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Là một nước hiếu chiến, Đức đã cùng Áo, Hung, Italia thành lập phe liên minh trung tâm, chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới. Đứng trước tình hình đó, Anh đã ký với Nga và Pháp những hiệp ước tay đôi, hình thành phe hiệp ước. Từ đó, ở châu Âu hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau, hai bên ra sức chạy đua vũ trang, một cuộc chiến tranh đế quốc nhằm phân chia lại thuộc địa trên thế giới là điều không thể tránh khỏi. Như vậy, nguyên nhân sâu xa chính là do sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 và do mâu thuẫn đã có sẵn của các nước đế quốc và vấn đề thuộc địa ngày càng trở nên gay gắt. Còn nguyên nhân trực tiếp là gì? Cô mời các em chúng ta cùng xem video tiếp theo nhé. Ngày 28 tháng 6 năm 1914, sự kiện Thái tử Áo Hung bị ám sát bởi tổ chức khủng bố người Serbia đã gây chấn động thế giới. Áo và Hung cáo buộc Serbia đã hỗ trợ tên sát thủ và gửi một tối hậu thư với những điều khoản xâm phạm trắng trợn. Serbia đã bác bỏ tối hậu thư. Đế quốc Áo Hung lập tức tuyên chiến vào ngày 28 tháng 7 năm 1914. Chỉ trong vòng vài giờ, lực lượng Áo áp sát biên giới Serbia, bắn phá thủ đô Beograd. Như vậy là về nguyên nhân trực tiếp là do Thái tử Áo Hung Ferdinand đã bị một phần tử khủng bố của Serbia ám sát, và dựa vào cái sự kiện này, phe liên minh, cụ thể là Áo Hung, đã tuyên chiến. Diễn biến cuộc chiến tranh diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp nhé. Mời các em ghi bài nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu những diễn biến chính của chiến sự. Về phần diễn biến chiến sự sẽ có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ năm 1914 đến năm 1916 và giai đoạn thứ hai là từ năm 1917 đến năm 1918. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giai đoạn thứ nhất. Đế quốc Áo Hung lập tức tuyên chiến vào ngày 28 tháng 7 năm 1914. Chỉ trong vòng vài giờ, lực lượng Áo áp sát biên giới Serbia, bắn phá thủ đô Beograd. Serbia là đồng minh của Nga nên Sa Hoàng Nga đã tuyên chiến với Áo và Hung. Ngày 1 tháng 8,
Hoàng đế Đức Wilhelm II đã tuyên chiến với Nga để hỗ trợ cho Áo và Hung. Việc tuyên chiến với Nga buộc Đức gần như lập tức tuyên chiến với Pháp hai ngày sau đó. Quân đội của Đức định sẽ tiến công nhanh chóng, đánh bại quân đội Pháp ở Paris, sau đó sẽ chuyển quân sang ứng chiến với người Nga. Tuy nhiên, nước Pháp có nhiều pháo đài và hàng phòng vệ kiên cố dọc theo biên giới, nên Đức quyết định vòng lên phía Bắc, xâm chiếm Bỉ và Luxembourg nhằm vòng qua hàng phòng vệ này. Ngày 4 tháng 8, Anh không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, quyết định tuyên chiến với Đức và đưa quân đổ bộ vào lục địa. Trong khi đó ở châu Á, đế quốc Nhật lợi dụng việc các cường quốc đang tham chiến ở châu Âu đã thực hiện kế hoạch bành trướng ở Viễn Đông và tuyên chiến với Đức vào ngày 23 tháng 8 năm 1914. Về phía Trung Đông, đế quốc Ottoman được lôi kéo gia nhập phe liên minh trung tâm, chính thức tham chiến và bất ngờ đem hạm đội bắn phá vùng bờ biển của đế quốc Nga từ ngày 29 tháng 10 năm 1914. Chiến tranh đế quốc bùng nổ và nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh thế giới. Nó được báo chí lúc bấy giờ mệnh danh là cuộc chiến tranh chấm dứt mọi cuộc chiến tranh bởi quy mô và sự tàn phá khủng khiếp của nó gây ra. Như vậy là các nước đế quốc đã tuyên chiến chính thức làm bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Cuộc chiến tranh diễn ra như thế nào? Cô mời các em chúng ta cùng tiếp tục xem video nhé! Trở lại mặt trận phía Tây, sau khi đánh bại Bỉ, Đức tiến nhanh vào miền Bắc nước Pháp. Người Đức sắp sửa giành được chiến thắng lớn nhằm quyết định kết cục trận chiến. Nhưng khi đi sâu vào đất Pháp, lực lượng Đức dần dần bị dàn mỏng. Trong khi đó ở phía Đông, quân Nga cũng bắt đầu tấn công lãnh thổ Đức vào ngày 17 tháng 8, sớm hơn nhiều so với dự kiến của Đức là 40 ngày. Điều này khiến Đức phải rút bớt quân từ mặt trận Pháp để chuyển sang phía Đông. Quân Đức đánh bại quân Nga, tuy nhiên về mặt chiến lược thì kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Đức đã bị phá vỡ. Quân Anh và Pháp đang bị Đức áp đảo, được giảm gánh nặng, Paris được cứu thoát. Trong trận chiến sông Marne vào tháng 9 năm 1914, quân Đức bất phân thắng bại với liên quân Anh Pháp. Đức phải lui binh về cố thủ, quân Pháp quá kiệt quệ nên không thể truy kích, cả hai đoàn quân không bên nào có thể giành được lợi thế. Từ ngày 13 đến ngày 28 tháng 9 năm 1914, trận đánh kế tiếp tại Aisne còn khốc liệt hơn cả trận Marne. Cả hai bên đều mất hàng chục ngàn binh sĩ, nhưng rồi đây vẫn là một trận chiến bất phân thắng bại. Quân của hai bên rút xuống chiến hào, cầm cự nhau dai dẳng trên một chiến tuyến kéo dài 780 km từ biển Bắc tới biên giới Thụy Sĩ. Hàng ngàn binh sĩ bỏ mạng chỉ vì để chiếm được một vài km đất. Thế là chiến tranh chiến hào bắt đầu, hai hàng chiến hào đối lập nhau tạo thành vùng đất chết ở giữa, và hai bên sẽ nả hàng trăm quả pháo vào nhau trong nhiều ngày liền. Việc này có tác động tâm lý lớn, làm cho nhiều binh sĩ bị sốc pháo. Khi thời điểm thích hợp, quân tấn công sẽ bỏ chiến hào và xông qua vùng đất chết, vượt qua nhiều vũng bùn ẩm ướt đầy vết pháo nổ và dây thép gai. Lúc này, súng máy liên thanh trở thành một vũ khí phòng ngự siêu hiệu quả. Quân tấn công liên tục đẩy quân ra đánh cho đến khi họ bỏ cuộc, hoặc chiến hào đấy bị chiếm, họ phải chiến đấu liên tục trong nhiều tháng, hàng ngàn binh sĩ bỏ mạng chỉ vì để chiếm được một vài km đất. Sống ở chiến hào là rất khổ cực, xác chết, bùn, bãi nước độc, chuột, mùi hôi, dịch bệnh ở khắp nơi, và hàng triệu người lính phải chịu đựng cực hình như thế trong suốt nhiều năm trời. Nhưng đã có những giây phút ngừng bắn kỳ diệu trong đêm Giáng sinh. Ban đầu, binh sĩ phe Đức hát vang những ca khúc Giáng sinh, binh sĩ phe Anh nghe thấy và cũng hát theo hòa chung một nhịp. Sau đó tất cả buông súng, bước ra khỏi chiến hào và cùng nhau tận hưởng giây phút Giáng sinh hiếm hoi với binh sĩ đối phương. Họ cùng nhau chơi bóng, chụp hình, ăn sáng, trao đổi quà tặng như thuốc lá, quân phục, thực phẩm. Ngay ngày hôm sau, họ bắt tay chào tạm biệt nhau và ai nấy quay về chiến hào của mình,
rồi trở lại trạng thái đối địch như ban đầu. Như vậy là cuối năm 1914, ở mặt trận phía Tây, phe Đức và Anh Pháp vẫn cầm cự trong các chiến hào. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về chiến sự trong năm 1915, năm 1916 bằng một video nữa các em nhé. Ở phía Đông Nam thì quân Áo, Hung lại để quân Nga đánh tan nát ở trận Lemberg. Kết thúc năm 1914 tại chiến trường Đông Âu, quân Nga chiếm lĩnh toàn bộ vùng phía đông của Galicia. Sau thất bại của kế hoạch năm 1914 nhằm loại Pháp ra khỏi vòng chiến, nước Đức đã bị rơi vào thế bị động. Tiềm năng kinh tế, quân sự không bằng liên minh Anh, Pháp, Nga mà lại phải một mình đối đầu trên hai mặt trận. Tình trạng này càng kéo dài thì càng bất lợi cho Đức. Để thoát khỏi thế gọng kìm, năm 1915, nước Đức quyết định tập trung lực lượng tấn công để loại Nga ra khỏi vòng chiến, xóa bỏ mặt trận phía Đông. Quân Đức trên mặt trận phía Tây chủ động chuyển sang phòng ngự trước liên quân Anh Pháp để dồn binh lực sang mặt trận phía Đông, đánh đòn tiêu diệt đối với quân đội Nga. Liên minh quân Đức, Áo, Hung tấn công như vũ bão, quân Nga thua lớn, mất khoảng 350.000 binh sĩ và phải rút lui trên toàn chiến tuyến. Tuy thắng lợi, chiếm được một vùng rộng lớn đất đai của đế quốc Nga, nhưng Đức cũng bị tổn thất nhiều và vẫn không thể đạt được mục tiêu cuối cùng là buộc Nga ra khỏi chiến tranh. Nga hoàng Nikolai II vẫn quyết tâm theo đuổi chiến đấu. Và đến cuối năm 1915 thì binh lực của nước Đức ở phía Đông cũng đã cạn và không thể tấn công thêm nữa. Mặt trận phía Đông đến cuối năm 1915 lại đi vào chiến tranh chiến hào. Tại các mặt trận phía Nam châu Âu, ngày 23 tháng 5 năm 1915, Ý rời bỏ khối liên minh, gia nhập phe hiệp ước để chống lại Áo Hung, nhưng bị đẩy lùi với tổn thất nặng nề. Ngày 14 tháng 10 năm 1915, Bulgaria tham gia vào phe Đức, Áo, Hung để chống Serbia. Quân Serbia bị đánh từ hai phía, thua trận. Từ tháng 2 năm 1915 đến tận tháng 1 năm 1916, liên quân Anh, Pháp mở chiến dịch hải quân đổ bộ lên bờ biển và thủ đô Istanbul để buộc Ottoman ra khỏi cuộc chiến. Nhưng Ottoman vẫn đứng vững và dáng trả đòn hiệu quả. Trong năm thứ hai của cuộc chiến tranh, cả hai phe đều đưa ra những phương tiện chiến tranh mới như xe tăng, sử dụng máy bay để trinh sát và ném bom, thậm chí dùng cả hơi độc, đã hoàn toàn thay đổi cục diện chiến trường và hình thức chiến tranh so với trước kia. Vì thế, hai bên đều bị thiệt hại khá nặng nề, nền kinh tế bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Từ tháng 6 đến cuối tháng 8 năm 1916, quân đội Nga lợi dụng quân đội Đức đang tập trung vào mặt trận phía Tây đã tiến hành tấn công và giành được thắng lợi lớn tại Galicia, đánh tan tác liên quân Đức, Áo, Hung. Hơn 1,3 triệu quân Đức, Áo, Hung đã bị tiêu diệt và bắt giữ. Quân Nga chiếm lại một phần Ukraine và Belarus. Tổn thất nặng nề trong chiến dịch này đã khiến cho quân đội Áo, Hung mất khả năng tiến hành các trận đánh lớn chống lại phe hiệp ước. Tuy chiến thắng, nhưng quân Nga không thừa thắng xông lên để tiêu diệt toàn bộ quân đội Áo và Hung. Trong khi đó, nước Đức lại kéo quân từ mặt trận phía Tây về can thiệp và chặn đứng quân Nga. Quân Nga phải rút lui, hai bên lại đi vào cầm cự trong chiến hào. Không tiêu diệt được Nga, Đức lại chuyển trọng tâm hoạt động về mặt trận phía Tây, mở chiến dịch tấn công Verdun, hòng tiêu diệt quân chủ lực của Pháp. Chiến sự ở đây diễn ra hết sức quyết liệt, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 12 năm 1916, làm gần 70 vạn người chết và bị thương. Để phản công giải nguy cho Verdun, tháng 9 năm 1916, quân Anh đã tấn công tại trận sông Somme, nhưng cũng không có kết quả rõ rệt. Những nỗ lực của liên quân Anh-Pháp coi như là thất bại. Thương vong của hai bên trong chiến dịch này còn cao hơn cả trận Verdun. Chiến cuộc năm 1916 không đem lại ưu thế cho bên nào mà vẫn duy trì thế cầm cự. Từ cuối năm 1916 trở đi, Đức, Áo, Hung từ thế chủ động chuyển sang phòng ngự trên cả hai mặt trận. Như vậy là đến cuối năm 1916 thì hai phe ở vào thế phòng ngự. Ban đầu phe Đức Áo Hung từ thế chủ động nhưng cũng đã chuyển sang phòng ngự trên cả hai mặt trận phía Tây và phía Đông. Cô mời các em ghi bài nhé.
Giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh từ năm 1917 đến năm 1918 diễn ra như thế nào? Cô mời các em, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở video bài giảng tiếp theo sau nhé.